trình chung sức vì sức khỏe cộng đồng mang yêu thương về xã Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Xã Phú Thịnh là một xã nhỏ của huyện Vĩnh Tường, nằm ở phía tây nam của huyện. Người dân chủ yếu sống thuần nông, có nghề phụ là nghề mộc, xây dựng và buôn bán nhỏ. Vào một buổi sáng chủ nhật của ngày 5 tháng 10 năm 2019, đoàn từ thiện do nhà tài trợ bà Lệ Thu phối hợp cùng các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã về đến với xã Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để thăm khám tổng quát, phát thuốc miễn phí cho 150 bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là chương trình thật ý nghĩa mà bà Lệ Thu cùng các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên tổ chức, chăm lo cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Không những thế, bà Lệ Thu còn thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện khác như trao quà Tết, tặng áo ấm mùa đông. Trong chương trình này, bà con nơi đây có dịp được khám tổng quát như xét nghiệm máu, siêu âm, đo điện tim, đo huyết áp, khám tai mũi họng cho 150 người, tặng 150 phần quà là các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng. Sau khi lấy máu xét nghiệm, các y bác sĩ nhanh chóng chuyển máu về bệnh viện để phân tích, đưa ra kết quả chuẩn xác nhất cho bà con. Để có được buổi thăm khám như vậy, bà Lệ Thu cùng đoàn y bác sĩ đã không quản ngại vất vả. Những ngày thứ bảy hay chủ nhật hàng tuần, chuẩn bị nhiều ngày trước từ các máy móc thiết bị đến việc vận chuyển, sắp xếp, họp ban lãnh đạo bệnh viện cùng nhà tài trợ, đóng gói thuốc với cả tấm lòng nhân hậu, đồng cảm, thương yêu đến với những hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Hôm nay tôi được vinh dự được giấy đi khám sức khỏe của bà nhà tài trợ của bà Lê Thị Thu và đến khám chăm nom sức khỏe cho hội tuổi cao chúng tôi. Tôi cảm thấy là rất là vui vì là được đi khám để xem là biết bệnh nó như nào. Xin cảm ơn nhà tài trợ bà Lê Thị Thu nhé. Cô rất là hài lòng vì các bác sĩ tận tình để khám chữa cho người bệnh. Rất là cảm ơn nhà tài trợ Lê Thị Thu về là giúp đỡ cho các cô là nếu là người nghèo và được khám chữa bệnh kịp thời. Tôi cảm ơn tất cả các bác sĩ và các cô các chú lên đây để chiếu chụp cho chúng tôi. Chúng tôi được khỏi bệnh thì là chúng tôi cảm ơn. Tôi xin cảm ơn và chị Lê Thị Thu là giúp đỡ chúng tôi. Rất là được
may mắn là được trang đứng trong hàng ngũ coi là bệnh nhân mà rất là nhiều bệnh, mà lại hôm nay là rất vinh dự là được cái chương trình này là tài trợ, nhất là bà Lê Thị Thu, mà lại quan tâm đến sức khỏe của nông dân nghèo như chúng tôi. Và trước hết là tôi xin cảm ơn, sau nữa là mong là nhà tài trợ và các chương trình này là càng ngày càng làm được nhiều cái quỹ từ thiện mà có nhiều những chương trình hơn. Rất mong là được sự tài trợ để cho bà con là thứ nhất là đến phát hiện được bệnh tật sớm để kịp thời chữa trị. Đến buổi khám ngày hôm nay thì trước hết là chúng tôi xin chân thành cảm ơn, bởi vì chúng tôi là nông thôn nên nói chung là nếu mà đi khám thì nó nhiều cái phức tạp lắm. Nhưng mà hôm nay được nhà tài trợ về đây để thăm khám cho bà con chị em chúng tôi thì trước hết là tôi xin chân thành cảm ơn. Còn đi đến đâu thì là các bác sĩ cởi mở rồi khám chu đáo, nhiệt tình. Vâng. Tôi thấy rằng là thứ nhất là cái chương trình của chúng ta ấy đã đi được một chặng đường khá là dài. Thế và đến với bất kỳ một cái xã nào thì đều được chính quyền xã cũng như là bà con nhân dân rất là ủng hộ, bởi vì chương trình này có ý nghĩa rất là thiết thực, khám sức khỏe, phát hiện những cái bệnh tật và tư vấn được sức khỏe cho bà con. Thế thì hôm nay thì là đến với xã Phú Thịnh thì thấy rằng là các cụ đến rất là sớm, rồi là các cái bệnh nhân và gia đình có điều hoàn cảnh khó khăn đến rất sớm và rất là trật tự, thành ra cái buổi khám của chúng tôi rất là thuận lợi. Về mặt chuyên môn thì chúng tôi cũng phát hiện được khá nhiều nhóm bệnh tật, đặc biệt là các cái nhóm bệnh về tiêu hóa, về cơ xương khớp, về tim mạch, để có thể tư vấn được cho bà con phương pháp chữa cũng như là địa điểm nơi chữa và để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. Đời lương y như một phép màu rực rỡ, đem trái tim tâm huyết, cả lương tâm cứu người. Hành trình đó không thể thiếu được sự đóng góp thầm lặng về mặt vật chất của nhà tài trợ. Đó là mong ước của riêng mình, mang đến niềm vui, nụ cười cho mọi người. Đó chính là bà Lệ Thu, người con quê hương Vĩnh Tường. Bà Lệ Thu mong muốn thông qua chương trình khám chữa bệnh nhân đạo thì bà con có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Đoàn y bác sĩ cũng tư vấn tận tình giúp cho bà con biết cách tự chăm sóc bảo vệ cho sức khỏe của bản thân. Bên cạnh việc thăm khám, những phần quà của đoàn đã hỗ trợ giúp cho người nghèo giảm bớt một phần khó khăn. Những món quà đầy ắp nghĩa tình của bà Lệ Thu cùng đoàn y bác sĩ thương cảm với những đồng bào nghèo địa phương. Những món quà tinh thần này sẽ góp phần động viên bà con tích cực lao động, phấn đấu vươn lên thoát nghèo và góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới ngày một thêm giàu đẹp. Với mục đích chung tay cùng chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho nhân dân, chương trình khám chữa bệnh nhân đạo của bà Lệ Thu phối hợp cùng các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc là một tấm gương sáng kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng trong việc mang lại nguồn động viên và niềm vui cho những người cần sự trợ giúp của xã hội. Trong căn nhà riêng có hay đồng loại tấm áo chưa lành, đừng để bên nụ cười còn giọt nước mắt rơi. Con tim của chúng ta hòa nhịp cùng muôn khó khăn, vững thêm đôi chân trên chặng đường gian nan. Cho em thơ được sống chung với ánh nắng chan hòa, chung bao là tình thân ai cùng ước mơ ngày mai. Đêm đông rồi sẽ qua là một ngày nắng tươi, để mãi mãi quanh ta tràn ngập những nụ cười.
căn nhà riêng có hay đồng loại tâm áo chưa lành. Đừng để bên nụ cười, bên nụ cười còn giọt nước mắt rơi. Nào ta hãy giang đôi tay của chúng ta đón lấy những con người, chia cho nhau từng hơi ấm cùng bước qua mùa đông, cho con tim của chúng ta hòa nhịp cùng muôn khó khăn, vững thêm đôi chân trên chặng đường gian nan, cho em thơ được sống chung với ánh nắng chan hòa, chung bao la tình thân ai cùng ước mơ ngày mai. Đêm đông rồi sẽ qua là một ngày nắng tươi, để mãi mãi quanh ta tràn ngập những nụ làm việc rất nhiệt tình, đưa các cô đi tất các nơi chỗ tốt lắm. Em thấy rất là hài lòng ạ. Cảm nghĩ của tôi thấy là cái chương trình này rất là bổ ích, nó giúp cho bà con ở địa phương là có cái cơ hội để được tiếp cận các dịch vụ y tế cũng như là khám sàng lọc để phát hiện ra những cái bệnh để sau đó thì có cái điều kiện để chạy chữa nó kịp thời. Và cái chương trình của nhà tài trợ đến với địa phương này để giúp cho bà con có cái điều kiện để được hưởng cái dịch vụ y tế kịp thời. Tất cả các cái đợt khám về với địa phương thì chúng tôi cảm nhận ở đây là một cái đợt khám mà cái bà con hào hứng và cảm nhận là thấy có những cái kết quả cao nhất. Vì là những cái đợt trước về khám là chúng tôi thì còn tuyên truyền vận động rất nhiều, nhưng mà khi là bà con ra nhưng không hào hứng, nhưng đợt này thì thấy là rất là hào hứng. Cảm nhận được là về đây khám thì được bằng các anh chị em ở ủy ban đoàn tiếp nhiệt tình này, các bà con đến khám bệnh thì rất là vui vẻ và nhiệt tình đến khám từ sớm để có buổi khám được thành công trong khám từ thiện của xã Phú Thịnh. Rất là cảm ơn nhà tài trợ đã tổ chức được những buổi khám như này, rất là có ý nghĩa để khám phát hiện những cái bệnh để cho bà con, tư vấn cho bà con kỹ hơn để phòng ngừa những bệnh cho mình, để đến bệnh viện để chữa trị cho kịp thời. Rất là cảm ơn nhà tài trợ. Hôm nay là người con của quê hương thì sau 3 năm đi công tác, hôm nay quay trở lại khám bệnh
cùng với đoàn khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, và bản thân tôi cũng là một cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng đoàn về đây khám sức khỏe cho bà con, thì về đến nơi đã thấy sự hào hứng, nhiệt tình của bà con đi khám rất là đông. Đoàn về đến nơi là khẩn trương thu xếp khám bệnh cho bà con rất là nhanh chóng, một cách khẩn trương, và hướng dẫn bà con khám sàng lọc để biết được những cái bệnh gì, phát hiện sớm ra để điều trị cho bệnh nhân. Cùng với chương trình xuyên suốt những cái chương trình thiện nguyện này là cảm ơn nhà tài trợ Lê Thị Thu. Nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình đi khắp nơi. Mong sao là nhà tài trợ sẽ đi được nhiều chương trình để giúp đỡ bà con, càng nhiều càng tốt. Cảm ơn ạ. Thì hiện tại thì qua những lần siêu âm thì chúng tôi cũng phát hiện được rất nhiều các bệnh lý ở các bà con ở đây. Một số bệnh lý phổ biến như là các bệnh về gan nhiễm mỡ, bệnh lý về thận thì như là sỏi thận, bệnh thận, giãn đài bể thận, và một số bệnh lý khác của tuyến tiền, đặc biệt ở nam giới thì có các bệnh lý về tuyến tiền liệt. Và qua đó thì có một số bệnh lý thì chúng tôi phải tư vấn bệnh nhân có thể giải quyết ở nhà và điều trị ở nhà, nhưng đồng thời thì có một số bệnh lý thì phải chuyển xuống tuyến dưới và chuyển lên trên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để điều trị và thăm khám kỹ hơn, thì tránh những cái biến chứng có thể xảy ra nếu như bà con mà không thăm khám sớm. Và đồng thời thì qua đó thì cũng rất cảm ơn bà Thị Thu, nhà tài trợ, đã đồng hành cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc trong rất nhiều chương trình thăm khám để phát hiện bệnh trong các giai đoạn sớm cho các bà con khó khăn trong các cái xã trong tỉnh Vĩnh Phúc, không riêng thì xã Phú Thịnh. Tôi cảm thấy đây là một cái chương trình rất là hữu ích, rất là tốt để đến với quê hương Phú Thịnh và khám cho các bác. Đa phần là các bác lớn tuổi. À, thực sự là rất là mừng bởi vì từ sáng giờ khám rất là nhiều bác, nhưng mà về vấn đề tim mạch của các bác gần như là chưa gặp ca nào bất thường cả. Đấy là một điều rất là đáng mừng. Và cũng phải xin cảm ơn nhà tài trợ, đó là bà Lê Thị Thu, đã có những cái sự đóng góp rất là lớn cho quê hương Vĩnh Phúc. Thì rất mong là bà Thu sẽ tiếp tục đồng hành với lại các bác sĩ để cho chúng tôi được có cơ hội được khám và tư vấn thêm cho những bà con ở quê hương Vĩnh Phúc thêm những điểm khác. Trước hết là xin cảm ơn trong đoàn và nhà tài trợ bà Nguyễn Thị Thu đã tài trợ cho cái chương trình về khám sức khỏe cho nhân dân trong xã Phú Thịnh. Thứ nhất là về khám sức khỏe này thì ở nhân dân xã Phú Thịnh không có điều kiện đi lên tuyến trên, và một số gia đình cũng không có điều kiện đi khám sức khỏe để chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Cho nên là được sự của nhà tài trợ và đoàn khám của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã về phục vụ cho nhân dân địa phương. Thì trước hết là tôi là Trần Tiến Quý, trưởng trạm y tế xã Phú Thịnh. Thì trước hết là xin cảm ơn nhà tài trợ và xin cảm ơn tập thể bác sĩ, cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã về khám phục vụ cho các bà con ở địa phương trong xã. Thì nhân cái đợt khám này thì tôi cũng có mong muốn là nhà tài trợ và cán bộ, nhân viên của bệnh viện thì cũng có nhiều cái khám hỗ trợ cho các bà con này như thế này nhiều hơn nữa, và có nhiều các phần quà để cho bà con đỡ một phần nào về bệnh tật, về tinh thần để phấn đấu rồi thì là chăm sóc sức khỏe của mình được tốt hơn.